Yên tâm đi, em mẹ này hơn 2 phút rồi. Cái này mắc cầm là cầm hàng thủ 2 phút tề. Em ở nhìn vô mẹ này thấy không thấy không? Hôm nay để cho nó không mặt mùi gì sợ. Cái chỗ tóc luôn á. Nó là mẹ của anh chị ta lắm chị. Chết nói gì đây. Các em mua mà về nhà nhà chứ có bồ. Cái này lại nhà mà có bồ rào. Chứ có rào được. Về nhà mà chứ có bồ mà chị ngon lắm ấy. Chị để nhà đã. Không thấy gì chữ không. Tiền ơi còn nhà chị á. Nó nói chị nhiều nữa. Nhiều quá mà ngon lắm mùi mùi liệt. Nó nhiều quá mà mới liệt cùng hút trước hết. Tự nhiên chầm cho nó đỏ ra nhé không. Mà nè hả không cho mọi nhỏ nghe. Mọi nhỏ nghe có một việc gì. Còn phải gì nữa. Ai mình hót thì được. Nó cái đòn đó. Thì nhiên hót mùi nghe đi cho mùi đỡ chóng ra. Em tự hót đi. Hớt không được. Hớt một câu mày nổi tiếng. Mẹ vô hình dừa dừa gì nhỉ? Vô mình viết vô hình cái dừa dừa mấy cái mùa này mà vô hình trứng dừa chứ không to bao nhiêu ấy. Sao hư lại nào? Đáng hụt với đó. Mới sửa được hụt rồi á. Hụt nó hả? Ừ. Hụt. Chị không có biết xuống chữ. À chị hụt em chữ hẹn. Hụt. Hụt xăng đây là đi cái giật. Đi cái giật. Có biết mà hụt xăng nó chị mới sang đổ đại bình. Là đổ xăng ái. Ủa dùng xăng thứ hai thứ lam. Ủa dùng xăng thứ lam mà nói chơi sao đổ chính lam hết. Sao em đúng là thứ hai thôi. Ô, còn qua bên chạy xuống về tới đường ray là hỗn tét luôn máu. Đấy là tăng máy mà nắng rồi. Hay à. Đang hình như tăng nước ẩm. Tăng nước ẩm. Xe chạy lừa máu được không? Cái này tôi đi ra nước ẩm. Cho anh sẽ hơn nhiều. Anh chạy từ từ chứ ạ. Không nói hết. Chẳng biết rồi. Cái bào tụi mới nhận tuổi chứ gì. Nó đèn á. Ừ. Sáng. Da sáng đó. Hôm bữa ổ quá quá mà dục thì 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 mà tụi mới nhận tuổi chứ. Nó khởi động rồi chứ. Sáng. Xì xì. Cho nó về được.
sáu. Em ở đây nhỏ thứ sáu, tôi xin lỗi bản thân mình đi. Em ở thứ sáu. Tính ra tôi bị hỏi thứ sáu mình học đúng không? Tại vì em là đứng rồi thôi. Khi mà em mới chia được tên mình nữa. Nhưng mà nãy em sáu rồi, mình cứ ngứa em chưa, ngứa cứ ngứa mạnh như em ha, còn mình không biết. Nhìn đi, mũi to thì không to, mũi lên lên lên. Mũi không lên, mũi cái này không có mày mắng cứng. Này, những cái đồ nó mày nó cũng cứng đó. Mày lên lên chút mũi thì bao giờ? Không rồi. Tự nhiên mày như lại ghét ngồi đi đó. Chắc em chờ. Nhưng mà sẽ đưa chối toàn tí. Không nên chọn cái phó. Không nữa. Hồi mà đem mày cầm với đó. Đưa hết mày, đến mày chán rồi ăn. Mẹ xin xin mẹ mát. Kèo ăn ở cho ông bà luôn. Kèo ăn cái gì đó. Chỗ ăn với là kim châm, kim chi. Hút nước nhưng mà không no. No, nó mày sữa. Nó để nó nuốt, nó nuốt vào bụng rồi. Bọn quay mở cam. Bọn hôm nay mở cam 5-6 hay là 5-6. Em mãi 5-5. Một cái quan trọng hết chứ nào. Để quan trọng hết xuống. Bà đưa cho bà cài giống hay là rượu kì. Nên bà 5 lại 4 lại
đó, và hút tay học căng ngụt có 55 kg má, căng ngụt lúa, căng ngụt sụt đồ ký. Căn này không đúng này. Căn nhậu bo làng cũng 55 đến giêng. Mà là xuống nào căn bo làng còn 56 mới giêng. Căn một căn biết căn một căn thôi. Tới gần một bo tí. Thôi để mua cà phê. Chị để mua cà phê uống. Mẹ đẹp, mẹ có 50.000 xuống không? Tại vì nó không dùng cho miệng bình thường em á. Uống là uống buổi sáng. Uống sáng trước phải ăn. Uống là người nó say sẵn. Nếu như mà Duyên uống không được, khỏi phải xin Duyên sẽ uống. Ánh sáng sang cách nửa tiếng là như uống. Nếu như mà em mà không bị đau dạ dày á là sẽ ánh sáng trước. Trước khi ăn, nhưng mà em bị đau là uống trước khi ánh sáng sang uống trước. Ánh sáng sang. Ánh sáng nửa tiếng. Đó, cái hay là chọn đó. Bên nó đảo dễ sợ. Các bình sữa mặt như qua ra như thế, cho mình sữa mặt dùng mà để cái gì nhớ dùng sữa mặt, hết thời dùng sữa mặt quá, cái mua sữa mặt vậy dùng mà không nhớ, dùng làm cái gì sữa mặt á, xóa nhạt cũng dễ mà, mặt cứ giờ đổ nước không á, tôi là nói sao giờ trò xin nước muối nữa cái thói cây mình đó, mặt mình nhầm muối nhớ mình nhớ mua cái dầu nhưng mà mình nhớ còn là bụi gì nữa với lý do người ta làm bánh to đó đó nó sao chị nó cũng như vậy cứ ăn chua nó hơi đỡ thấy nó cục. Chị Yên ngắm thì Yên ngồi lại buổi sáng giường không chị Yên? Đó. Chị Yên ngắm thì Yên ngồi lại buổi sáng giường không? Sao nhưng mà chữ đâu nhé? Sợ bẹ rồi mà tái chứ sao? Tái tám mũa chứ. Trong chuyện không? Trong chuyện không tám mũa không? Chị ngồi lại sáng giường 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 không?
Không chị. Nặng nó tới 6.5 nào. Ngoài chị một xíu. Khi nặng mình bỏ trái không mà. Nghe cổ cũng như bò tươi dưỡng nhưng hổ dùng nhau không dùng gì hết. Bởi vậy dùng sữa bò mẹ không có chứ sữa bò không dùng được. Mình kem dùng cháy. Không dùng cháy là mẹ dị dùng bánh lạnh. Không núi chứ. Sữa bò mẹ thì tôm ngừa cho mẹ dùng ở trong mối dưỡng. Không sẽ. Nước muối còn họ còn dưỡng đúng hồ chứ mà sữa bò mẹ. Không. Ồ, trong món tóc hình chị thơm hắn. Chị điện thử đi. Chị điện thử đi chị. Số đồng hồ à? 09904. Cứ về ổng kia mất công. Tới 6 giờ Hương nghỉ là Hương không có lo rồi nữa. Điện thử đi. 09904. Đôi lúc không đuổi mà đi đâu mà không có. Đôi lúc không đi còn có. Đôi lúc còn có tháng lũng rồi kìa. Như thế. Đó như thế. Em dùng nó hợp lắm chị. Hợp lắm chị. Một tháng này em cũng dùng em làm biến quá. Nghỉ xí đi, đau quá.